Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ôi trời, 8 năm Việt Nam nữa rồi. Mà hôm nay mình cực kỳ ghét luôn. Vào trận mà gặp 8 ông Việt Nam như vậy là bắt đầu blame mình. Trời ơi, blame mình cực kỳ luôn. Blame liên tục luôn. Ôi ôi, có gì đây, nó cho tăng luôn. AC 3 nha. À quên, 3 AC 1, được. Giờ tính ra là cũng được đây. Khóa lại một cái, là rao sau lấy AC. Nói chung có con hai sao mấy cái rau đầu này thì hiệp thứ tư mình chắc ăn, bạn chắc ăn đúng không? Vô 8 Việt Nam mà chúng nó bị lem liên tục luôn, kiểu như cà khịa làm mình mất tập trung, bạn mỗi thằng chat một câu không là bị mất tập trung rồi. Cho nên là để coi rồi mà nhiều ông còn ghê hơn nữa nha. Hôm qua mình đi bộ Hunter đang xanh vải hồn luôn, đang xanh vải hồn, cái mình không có một thằng nào đi Hunter từ đầu tới cuối luôn à. Xong chút xíu nữa mình bật vô cái team dự bị của đối phương đó nha, mình thấy nó giam Hunter, mình mấy thằng kia nó giam Hunter hết luôn, thằng nào cũng mua một hai con hoặc là ba bốn con gì úp hai sao luôn nha, nhưng mà không để ra đội hình. Trời ơi, nó vả mình lắc lay lắc lõi luôn, một máu mà mình nó cố gắng lắm luôn á thì về hạng 6. Mà hên sao á, cái thằng hạng 6 đó, hai thằng hạng 4, hạng 5 nó chết trước. Mình nó giam tiền mà, nó giam tiền nó thì nó tự chết thôi. Nó giam tiền nó thì nó tự chết thôi. Hên, cũng lòi lên được top 5. Trời ơi, mừng dễ sợ luôn, tưởng nó va nó top 8 rồi đó chứ. Bạn nghĩ đi, cái con Agencies Ranger đó nha, cái con 1 sao đó đó, mà mình chỉ có đúng một con thôi, không có ra được up lên 2 sao luôn. Kinh khủng khiếp như vậy đó bạn. Chơi mà chơi hạt coi như vậy thì thôi, bố ai chơi lại mấy ông. Vô mà chơi 7 thằng chơi bộ hình khác, không thằng nào đi Hunter hết nha. Không thằng nào đi Hunter hết, nhưng mà giam chết Hunter của mình lại. Kinh khủng khiếp thiệt. Vậy thì thôi. Ok, bây giờ là có vậy thì khả năng đi Warrior cũng được. Dạo này Warrior đang mạnh bạn. Mình recommend luôn cho các bạn mà mới chơi nha, recommend luôn là Warrior đang mạnh, rất mạnh luôn là thằng khác. Cho nên là rồi có thằng nhận ra rồi, thôi chết rồi. Đó, bắt đầu rồi nha, bắt đầu qua đời hôm qua nhà coi nhiều rồi đấy, thôi chết rồi. Thôi mấy anh ơi, tha em đi, em khổ lắm rồi. Lên cái răng này rồi em không thể nào mà có thể nào mà tập trung chơi được luôn á. Khó lắm rồi, trời ơi. What the hell. Không có Warrior gì, hiệp thứ tư thì đép kiểu gì vậy bạn. Không có Warrior luôn. Ba Warrior là mình đép ngon rồi, nhưng không, nó nói không. Đúng là thiệt luôn, giống như là đi thỉnh kinh vậy đó bạn. Đủ thứ yêu quái á, đã gặp 7 thằng yêu quái này rồi, xong vô gặp máy nữa, đúng là Bồ Tát không phù hộ nữa thì thôi, xong cuộc chơi chấm dứt. Ôi con này nó có con Kybreaker 2 sao rồi, chắc là mình không chơi lại rồi bạn ơi, thua rồi. Khó quá. Giết được con kia luôn đi, giết được con kia luôn, đỡ tốn một máu nào. Rồi chắc không giết được luôn rồi, thôi toàn chịu thôi, tốn 3 máu. Ôi, một chặt nữa là chết rồi đó. Một chặt là chết rồi đó, mà tốn 3 máu. Ok, ôi có thằng Eco trắng luôn. Có thằng Eco trắng luôn nha. Ghê vậy bồ, chơi dữ vậy. Ồ, căng đấy, cũng ra gì đấy bọn bạn. Eco trắng lúc này cũng gọi là kinh đấy. Kinh đấy. Không lấy giờ không eco thì nó eco trắng rồi thì mình chịu thôi, chứ giờ mình không eco theo được, bắt buộc phải đưa đội hình vào thôi. Ồ không, nó bỏ tướng vào rồi. Chơi gì kỳ vậy, chơi hiệp thứ tư không biết kiểu gì, chắc là ảnh nhìn thấy đội hình đối phương là có bỏ tướng, không có nào eco á, cho nên là quyết định là bỏ ba con thôi. Level 4 mà bỏ 3 con thôi, eco đỡ tốn máu rồi mà. Này không phải eco trắng, eco thường thôi. Ok, coi như là chấp nhận được đi. Anh em mà đang xem nhớ để lại cho mình một like. Ai là người mới vào channel của mình thì nhớ bấm vào nút đăng ký ủng hộ Hamaji nha. Rồi cảm ơn mọi người. Trời ơi, đây rồi, hai con Tutka được lắm em, hai con Tutka lấy ba Warrior cái đã. Còn bốn Unicorn ở đây thì thôi, cũng không biết làm cái gì luôn, thì để đây đi. Chút xíu nữa ra mỗi con vậy là hai con vậy là lời được một tiền đó. Nhưng mà không biết là có ra rui cho mình hay không nên là mới nhục. Cũ chắc bạn ơi, mình đang 97 máu. Mình đi Warrior lúc này đang có cặp nè, rất được.
Để coi. Ừ, thằng này cũng level 5 luôn rồi. Thuộc KKK 5k. Được. Thằng này có 5.000 thôi. 5.000 nè, 5.000 rồi, trời ơi. Không, mình win liền. Đội hình mình có 2 sao. Đội hình mình có 2 sao với lại con 2 tiền. Ngon đấy. Ui à. Thua hả? Thua nghe vô lý vậy. Làm gì có chuyện đó. Ui, hóa đá luôn. Cái bộ Birit á, lâu rồi chưa thấy ai chơi. Bữa hổm mình cũng có làm một video về bộ Birit mà mới, bản mới đó. 4 Birit á, trời ơi, khỏe cực kỳ anh em, khỏe cực kỳ. Nhưng mà bây giờ thì ít người chơi. Tại vì cái bộ đó khó. Muốn đi 4 Birit thì anh em phải có Dark Birit. Mà Dark Birit là 5 tiền. Nhưng mà mình thấy hai con Fallen Witcher ở đây rồi đó. À, bán đi nè, Fallen Witcher nè. À, được thì bán con này đi luôn, hai con bán rồi mua Fallen Witcher về. Tại vì Fallen Witcher này có thể đi kẹp với Warrior rất khỏe nha anh em. Kẹp với Warrior rất khỏe đó, giống như vậy nè. Mình kẹp vô, nó chỉ cần hóa quỷ thôi là nó gánh đam. À, nó chỉ cần hóa quỷ được là nó gánh đam. Trừ khi nó bị sốc chết kìa. Nhưng mà mình nghĩ là cái con này khó sốc chết được nó. Máu nó cũng có, giáp nó cũng có. Lên 2 sao là coi đảm bảo là hóa quỷ được á. Đó, tán xa, bắt đầu tán rất đau nha. Đó, chỉ cần một sao thôi là nó tán rất đau rồi. Đó. Cho nên là khả năng mà giết nó được cũng khó. Giai đoạn đầu này nó chỉ cần một sao thôi là nó cũng gọi là gánh đấy. 3 tiền mà. Nói chung mà con này 3 tiền nó khỏe đấy. Một trong những con khỏe có thể gánh bạn lúc đầu đó. Nhưng mà nó cần được một cái lượng chống chịu từ những cái con tướng khác. Giống như bạn đi bộ Warrior đi. Thì bạn đưa con này vào thì những cái con Warrior nó sẽ chống chịu cho nó đánh. Đó. 1, 2, 3 thằng đi Warrior. Ok, ok. Rồi, coi như chịu vậy. Chịu. 3 thằng rồi đó, bắt đầu là giờ mình chỉ cần thêm mà lòi thêm một thằng ra nữa là không luôn. Không có chép mà chơi luôn á. Giành giật nhau làm gì? Sao cái xã hội này riết rồi giành giật nhau dữ vậy không biết nữa. Mà đúng rồi, nhiều khi bộ quơ đang mạnh các bạn, cho nên là khả năng mà giành chết nhau thì đúng rồi, bộ quơ đang rất mạnh á, không đùa đâu. Đang mạnh đấy chứ không phải yếu đâu, cho nên là giành chết nhau đúng rồi. Để coi mình đi được tới đâu. Mình thôi, thế vậy mình nhảy lên đầu bảng luôn bạn, đâu đùa. Thế vậy mình nhảy lên đầu bảng luôn. Để coi. Để coi nha, để coi mình tiến triển được tới đâu, tiến triển được tới đâu. Trời ơi, hên quá, lời được một tiền nè. Wow, lời được một tiền. Sâu là phải mua rồi bạn. Rồi, được up cấp luôn, để con sâu vào rồi thôi vô địch luôn á, siêu rẻ. Nhưng mà nãy cục ma năng lỡ để vô cho con Fallen rồi. Để coi sâu như vậy thì ba cũng còn ba Warrior. À, cũng còn hai giả thú mà có thêm sâu. Sâu này sâu đẻ được thì ăn tiền, còn sâu không đẻ được thì thôi toàn. Ôi thằng này nó up level 6 luôn rồi, mình cũng mới up level 6. Cũng may đó nha, rồi Fallen không đẻ được, không báo hóa quỷ được rồi, thua rồi. Cái đội hình này nó vậy mà. Nếu mà Fallen không có quỷ ra là lại chơi súc vật à Hamachi. Chắc không biết nữa, để coi súc vật bộ này có được không chứ. Bán cái này lấy 10 tiền, trời ơi, thua hẳn 10 máu luôn. Cái con Fallen nó không hóa quỷ được một cái, nó làm cho mình 10 máu luôn. Đau kinh khủng luôn. Chà, được em. Cái bộ súc vật à, súc vật thì 1, 2, 3, bua. Ôi, thằng Huy MT đầu bảng nó đi Knight hả? Ồ, Knight à, căng đấy, cũng ra gì đấy. Rồi, cái thằng Eco nó 50 tiền rồi kìa bạn. Eco hiệp thứ 10, 50 tiền nha. Thấy kinh chưa? Ghê chưa? Này nó Eco rồi chuẩn đấy, nhưng mà đội hình của nó hơi chắc nát tan. Nó còn Eco thêm được khoảng chừng 5 hiệp nữa đó, tới hiệp thứ 15 đó. Trong hiệp thứ 15 này mà nó có tiền nó rôi ra chết á thì nó comeback lại, còn không thì thôi. Lên đường. Hiệp thứ 10 này rớt tao món gì đó ngon ngon coi. Cục ma năng cũng được, tao để vô con sâu nhẹ coi, cục ma năng nữa thôi cũng được. Không có ma năng à, không có ma năng thì thôi vậy. Xui nhà. Đáng lẽ có cục ma năng nữa, tại nãy con Fallen nó ra trước á. Cho nên mình để cục ma năng vô Fallen. Đầu tư luôn nè, cái này đầu tư một cái rồi giữ dằn luôn. Đầu tư lấy trứng nè, úp Fallen Witcher lên. Úp Fallen Witcher lên, Fallen 2 là nó khác nha bạn. Fallen 2 là nó ghê đấy, không đùa đâu. Úp Fallen lên.
À, mình có hai con sói nhưng mà thôi úp phô lên lên hai con sói này, sói hai cũng chỉ đẻ được thôi, mình lấy cái con hai con sói này vô bạn làm gì không, để tăng số lượng lên bạn, tăng số lượng quân của mình lên thôi. À, lỡ mà có thắng ở bên nhà đối phương đó thì giết nó nhiều máu một chút, à, cố gắng câu máu nó, chứ nói chung hai con sói này đam không có nhiều, không có thể nào mà đam bằng con phô linh của mình được hết đó. À, cho nên là khả năng là mình lấy phô linh hai là chính xác các bạn, tán ăn tiền liền, tán ăn tiền. Ok, ui thằng Huy mà mi 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 tê này nó cũng lấy con phô linh làm gì vậy, đi cần ai mà, ô đi cần ai mà sao cũng lấy phô linh làm gì vậy, đùa nhau. Thôi thả chết ra đi cho tao lên phô linh ba đi sớm cho tao win cho nó nhẹ coi. Huy MT thằng này nó đi Demon với lại Galaxier. Ok, Witcher Demon Galaxier. Ok, vậy là đi Demon Galaxier rồi, được 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 được, vậy là giành Demon với mình. Ok, xoay xoay ghê đấy, ghê đấy. Ra nó có bốn con Galaxier rồi bạn, bốn con Galaxier rồi. Chắc là bây giờ nó lấy đam để nó tăng tốc đánh lên cho con để gây sát thương thôi. Bây giờ nó có tốc đánh rồi, có tăng tốc đánh sẵn rồi. Ok, cũng ghê đấy. Demon Galaxier cũng là một trong những bộ rất ghê nhưng mà phải cần nhân phẩm cao à. Nhân phẩm cao á, phải ra Galaxier phải ra sớm, Demon cũng phải ra sớm. Hai cái con nó không rẻ nha. Demon cũng phải 3 tiền, Galaxier cũng phải 2-3 tiền. Cho nên là bạn nếu mà bạn sở hữu một cái dàn tướng đó đầu tiên á thì khả năng của bạn là tốn tiền lắm á, tốn tiền lắm á. Nó level 5 à, nó level 5 vậy là nó không up cấp, nó để tiền. Để tiền. God Mech rồi, có một thằng God Mech nữa. Hai ba thằng đi beat Warrior. Gì đây? Sao cái trò God Mech mới nói God Mech gặp God Mech luôn. Ôi, đâu? À, vẫn xoay chết được, hay lắm. Hay lắm, được, hên hên. Ôi, đừng thua nào. Đừng thua, ta sắp có chuỗi thắng rồi. Được, hên quá. Hên quá, mình sắp có chuỗi thắng rồi bạn. Tút ca luôn. Unicorn luôn, 32 tiền, bây giờ là tích tiền 50 tiền đó bạn. Rớt 50 tiền, rớt 50 tiền nào. Nhanh lên, chứ không là hết hiệp thứ 15 mà chưa có 50 tiền, chút xíu nữa hiệp thứ 16 là chết với tụi nó. Hiệp thứ 16 là cái hiệp mà mấy cái thằng Eco với lại mấy cái thằng mà tích tiền á, nó sẽ roi bài rất nhiều. Hiệp thứ 16 nha, mà thằng nào không có tiền lúc hiệp thứ 16 là nó bị nó roi á, là toang. Lúc đó là cái lượng sức mạnh của tụi nó sẽ tăng lên. Đó, hiệp thứ 16 quan trọng lắm. Hiệp thứ 16, 18, 19 á, rất là quan trọng. Ui à, rồi xoay đúng rồi, xoay đi Workman. Hay quá, tán được em, còn được, hên quá, chưa thua. ABC thằng này cũng đi mech à. Nhiều thằng đi mech vậy ta. Vậy là khả năng mình phải lấy kháng phép sớm mấy bạn à. Khả năng phải lấy kháng phép sớm thôi. Đây rồi, mới nói là có liền, mới nói là có liền, cho hẳn con Siren. Được em. Hiệp thứ 15 mà. Hiệp thứ 15 mà là để này vào lấy Siren ra đi, chút xíu nữa từ từ tính. Chết rồi, hiệp thứ 15 mà mình có nhiêu đây tiền không ổn rồi bạn ơi. Không ổn rồi, bây giờ gọi là thọt đấy, thọt đấy. Thọt đấy. Là trời ơi, thôi qua coi cái gì, đội hình tao có cái gì đâu mà tụi bay qua coi dữ vậy. Năm thằng đi Warrior điên à. Điên à. Cái gì vậy? Năm thằng đi Warrior luôn. Sao hồi nãy không có mà sao giờ đẻ lẹ dữ vậy? Nhân giống à, anh em sinh đôi à. Anh em sinh đôi à, căng vậy bồ. Trời ơi, vô có một cái gia tài mà năm sáu thằng vô chia thì kiểu gì đấy bạn, thấy không, rõ ràng thế nào cũng phải đấu đá lẫn nhau thôi. Rồi rồi, bây giờ là thuộc loại là cái này là kêu bằng cuộc chiến gia tộc bạn, cái trận này kêu bằng cuộc chiến gia tộc. Năm thằng đi Warrior thì chơi cái gì nữa bạn, trận có 8 thằng thôi, năm thằng đi Warrior rồi. Thôi thôi, lại cụ ạ. 40 tiền nè. Bây giờ rớt rớt 50 tiền bạn. Hiệp thứ 16 này mình không roi được là cái chắc rồi đó. Cũng được đi. Hên, không cần roi cũng có tướng. Cũng coi là coi như là ra gì đi. Hiệp thứ 16 này là mình không roi được rồi đó. Chấp nhận là bỏ cho tụi nó roi rồi đó. Mẹ ép cái này cái trượng 2 cho mình.
ép cái trận 2 cho mình. Bắn một cái hồi lại một đống mana, bây giờ là nếu mà được thì level sâu là 17. 17 thì tụi nó roll trước rồi phải không? Bây giờ 17 mình up cấp. Mình để ở mà chưa up cấp, bây giờ không có con nào để làm 6 warrior hết, mới nhục. Mới nhục nè. Nếu mà thôi up 7 đi, đưa Siren vào lấy kháng phép bạn, chứ mấy thằng mech này bây giờ nó mạnh rồi đó, bắt đầu nó có tướng rồi đó. Tán đi em. Tán đi. Hên, còn con sói nhỏ còn sống bạn. Chút xíu nữa mất chuỗi thắng, hồi xíu nữa chết rồi. Hên, còn con sói nhỏ. Ủa con Wind Ranger nó bắn một cái chết ba con tăng đằng trước, cũng may là còn con sói. Hay lắm em à. Tao cực kỳ thích luôn, hên là nhờ con sói chứ không toan mẹ nó rồi. Toan rồi đấy. Đó, bây giờ là mình level 7 rồi. Level 7 nói chung cũng được dạng là gọi là level cao đó bạn, level cao như của cái trận này đó chứ. Cái trận này cũng có một hai thằng gì level 7 thôi, chứ chưa lên level 7 nhiều đâu. Ồ không, bây giờ lên nhiều rồi. Canai, Warrior. À, có một số thằng bỏ Warrior rồi. Giống như thằng AW95 này nó đi Hunter rồi. Được. Vậy được, vậy đi. Trời ơi, gọi là bỏ cuộc sớm đi, để tao gọi là cuộc chiến gia tộc này nó đỡ khắc nghiệt bạn. Chứ không là khắc nghiệt lắm. Nè thằng Hoàng này nó cũng đi Warrior giống mình nè, thấy không? Đó, Warrior rồi kẹp Goblin gì tùm lum nè. Sói rồi tùm lum. Kinh khủng nha. À, ok, đầu bảng nha bạn, đầu bảng nha, không đùa đâu. Bây giờ mình có kháng phép rồi, thằng ABC nãy đi phép gặp mình toan liền. Bị mình vả vào mỏ chết luôn, bị mình vả vào mỏ chết liền. Nhưng mà bây giờ nghiệt có cái là phải kiếm làm sao để cho ra một con Warrior nữa, để làm 6 Warrior nè. Nhưng bây giờ chưa có. Bây giờ chưa có, được thì có thể nào cho tao con chó 2 được không? Nãy giờ mình nói đang hên mà, đang linh. Này giờ chơi game này nó không phải nhờ vào kỹ năng nữa mà phải nhờ vào tâm linh bạn. Nhờ vào tâm linh thôi. Đang linh nói chó 2 thì chắc ra sau ra chó 2 đi. Là được. đúng rồi, đây. Đây anh mua Demon Galaxier đây rồi, đầu mạnh nha, mạnh đấy. Tán ghê vậy bộ. Trời ơi. Chín máu luôn. Huy mi tê. Huy mít. Con này 200-300 đam, 0.7 tốc độ đánh bạn. 0.7 tốc độ đánh nha, không có đầu tốc độ đánh trong người nha. Nhưng mà 0.7 tốc độ đánh thôi, thế chịu. Cái trận vừa rồi bạn thấy không? Một sân có 8 thằng thôi mà hết 7 thằng thua rồi. Nó thua đội hình lẫn nhau bạn. Nó hết 7 thằng thua rồi. Cũng không hiểu kiểu gì luôn. Một trận có 8 thằng chơi thôi mà hết 7 thằng thua rồi, có thằng cuối cùng cuối bảng là thắng thôi. Trời, khổ thật sự. AC2, AC3 đi. Nó thua đội hình lẫn nhau vậy rồi. Cái trận này hay nè, cái trận này gọi là kìm hãm nhau ghê nè. Ui, thằng này cũng Warrior lại rồi. Thằng này cũng Warrior lại để tăng cho hàng sau bắn đúng không? Ok, được em. Ôi da, Hunter. Ôi thôi chết rồi, không kịp rồi. Giết được không bạn ơi, giết đi. Không được, Hunter nó bắn đầu lắm, không chơi lại. Ôi. Chưa có có con God of War. Mà God of War này đây là thuyền trưởng, được em. Thuyền trưởng thì tao chịu. Chứ tưởng đưa con God of War là tao giận đấy. Đưa God of War là tao giận đấy. Thuyền trưởng nè, up cap lấy con Siren ra được không ta? Lấy Siren ra để 6 Warrior, 6 Warrior đép hiệp 20. Đép hiệp 20 xong rồi cái mình để lại kháng phép liền. Tại vì bây giờ có hai thằng đi Godmech, trong đội hình. Không, một thằng Godmech, một thằng Humanmech nha. ABC thằng này Humanmech. Humanmech hả? Human Max thì làm cách nào giết nó sớm như để nó đủ 6 Max là thôi. Ông cố ai mà chơi lại nó luôn. 6 Max nó quẹt một cái là thôi, bốc hơi cả lũ luôn. Chà, căng à. Đồ đạc thế này thì thôi cũng không phải tệ, nhưng mà nhiều món đồ mình cũng không đánh giá cao lắm. Ôi, hồi nãy để hai con Tutka lại là giờ là thành Tutka 2 rồi. Giờ tự nhiên giờ mất con Tutka rồi, up 8 luôn nè, đó. 6 Warrior luôn nè, gọi là chuẩn luôn bạn. Chơi trí giả một lần luôn, 6 War nha, 2 Marine, đó.
chí giả một lần thử coi nó ra gì không, à, nó coi nó ra gì không nha. Thập chùy thì chút nữa ép được cái búa xét cũng được, cái búa xét cũng khỏe. Đưa cho con này cái búa xét là tán đầu đấy. ABC thằng này chưa 6 phép, chưa 6 phép thì gặp mình chết. Mình có hai kháng phép rồi, mình có hai marine rồi thì nó toàn liền, thấy không? Khó lắm, mình chuẩn bị sẵn rồi bạn, mình chuẩn bị sẵn rồi. Mình chuẩn bị là gặp mấy bạn phép rồi, cho nên mình đã mua kháng phép sẵn rồi. Mày chỉ ăn hiếp được người khác thôi, chứ mày không ăn hiếp được Hamazi rồi. Sâu à, căng đấy, sâu này căng đấy bồ. Sâu 2 này căng đấy, tại vì bây giờ mình không có chỗ để, với lại bây giờ có hai kháng phép. Đáng lẽ nếu mà không có hai thằng phép đó, mình đi Warbeat là ngon đó bạn, đi Warbeat là ngon đó. Nhưng bây giờ nó có hai thằng khai sát thương phép đó, cho nên là mình phải tính toán kỹ là bạn. Anh em mà đang xem nhớ để lại cho mình một like. Ai là người mới nhớ bấm một nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Bạn nào muốn mình làm bộ gì thì cứ comment lại bên dưới, mình sẽ thả tim nha. Ôi thằng ABC nó đi phép mà nó có con rồng 3 rồi, Shining Dragon 3 rồi. Này là thằng KKK, thằng này cũng đi phép à. Thằng này cũng đi phép à. Nhưng mà phép này yếu quá vậy. Ba thằng 5K này đúng đội hình chỉ có 5K thôi, yếu quá. Yếu quá bạn à. Được, đội hình mình đang mạnh bạn. Ăn hết đấy. À ăn hết. Vẫn còn 4 thằng đi world thôi. Nhưng mà sợ nhất là cái thằng mà đi ôi. Cái thằng Huy Mít này nó có chú quỷ rồi. Nó lên level mấy mà nó có chú quỷ sớm vậy? Ôi nó up level 8 rồi. Xong mà mua có ra hẳn chú quỷ luôn. Nó đi Demon Galaxian mà bây giờ có chú quỷ thì chơi kiểu gì bạn? What the hell? Đùa. Đùa tao. Giỡn mặt hoài bồ. Chà, thế thì cũng hơi căng đấy. Thế thì cũng hơi căng đấy, không đùa đâu. Nó có chú quỷ nè, Galaxian. Ôi. Ôi. Ghê. Chun, thằng này cũng đi phép à. Thằng này cũng đi phép luôn. Nhiều thằng đi phép quá mà thằng này đi phép thì lai lai này thì toang rồi em ơi. Thằng đi phép lai lai vậy toang rồi, không được. Chết liền. Ôi, thằng Huy Mít này nó ăn mình luôn, 4 con tại sân nhà. Nó có chú quỷ thì thôi, ai chơi lại nó. À, một thằng đi rồi à. Nhanh nhờ. Hiệp thứ 24 đi sớm thế bạn. Cụ đi chân lệnh toát rồi. Doom cái đất. Mày nè, AC 3 đi cũng được. Em đã bán sâu luôn chứ giờ sâu này để đây cũng không biết làm gì luôn á. Sâu 2 giờ lấy bất cứ con nào ra cũng không được. Lấy kháng phép ra thì thế nào cũng bị phép vả chết. Lấy Warrior ra coi chừng mấy thằng kia nó vả mình cũng chết. Thôi. Ba thằng đi phép luôn, không được. Bắt buộc là phải lấy kháng phép rồi. IQ 95 này, ủa. Thằng IQ 95 này hồi nãy thấy đi Hunter mà. Sao giờ đổi thành Warrior rồi, 6 War rồi. Thề càng nhờ. Càng đấy. Nè, Warrior nè, gọi là đi trùng máu với nhau nè. Trùng máu nè. Anh em song sinh nè, sinh đôi à. Điên rồi. Ăn nó 10 con luôn. Cây gót trời vậy mà không nó vẫn thắng mình được, ghê thật. 25 để hiệp sau cái. Okay. Bây giờ không còn nào đi Hunter trong đời hình luôn. Chà. Còn chắc là đi Hunter không ngon hay sao, cái thằng IQ 95 này nó bắt đầu nó đổi qua Warrior rồi. Mình nói rồi, trận này là trận gọi là sao? Chia gia sản mà. Gọi là anh em song sinh đồ nhiều lắm. Vô đầu Warrior vả thôi bạn. Nhưng mà nghiệt là bây giờ là mình là đã chuẩn bị trước rất sớm rồi, có đam nha, có kháng phép nha, mình rất là ngon luôn, mình có 74 máu ở đây anh em à. Đó, trận này là chuẩn bị hết rồi. Bất cứ vấn đề xảy ra giống như khúc cuối đi, Warrior mà chết, mình kiếm 4 kháng phép, mình chơi với lại tụi kháng phép, sát thương phép luôn. Còn nếu mà phép hết rồi thì mình vứt đi. Mình lấy đam với lại Warbeat mình vả nó bạn. Mình để con sâu sẵn rồi mà. Tính toán hết. Trời ơi, không có cái chuyện gì mà nó lọt ra khỏi tính toán được của mình hết đó. Đó, đưa sâu vào nè. Này là chơi thôi cũng được, hoặc là đưa cái này vào. Này thì hút máu cũng được, đưa sâu vào đi. Từ từ. Để mình xem coi. Giờ bây giờ là 9 rồi.
level 9, bây giờ level 9 này cũng hơi hơi căng nè. Warrior về cuối thì phải con Fallen thì nó phải lên 3. À, Fallen là phải lên 3 nó mới có đam. Chết rồi, gặp ngay thằng này à. Gặp thằng ngay thằng 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 này cũng đi Warrior với lại thằng này đi, ủa đi bộ gì lạ vậy ta? Thấy Galaxian nè. Xong rồi Goblin, cha bộ này lai lai tạp tạp thì căng đấy. Khó đấy, khó nhằn đấy. Nó nửa nạt nửa mở này, ý là nó đi Galaxian để cho Trần Dần bắn á mà. À, để đi Galaxian cho Trần Dần nè. Thôi ok, thích thế thì chịu. Bắn đâu đấy? Ủa, ba cái mặt nạ đỏ luôn. Chịu chơi, ba cái mặt nạ đỏ luôn, hẳn là ba cái nha. Chịu chơi đấy, Trần Dần của nó mà lên ba là cũng là gọi là một thế lực đấy bạn. Cũng là một trong tam trụ đó, chứ không đùa đâu. À, đưa con này vào, khi nào hút máu trùng nhau thì chết cả lũ không ta? Tại vì hút máu đó, nó sẽ hút mà cái con này nó sẽ hút máu một con. À, một con trong đội hình của bạn, à, một con trong đội hình của bạn, hai con này nó hút máu chung một con là toàn cả lũ luôn, là mất, coi như là mình tự giết mình luôn bạn, mình tự giết mình luôn. Đâu để xem coi. Ôi Mac à. Ô, thằng này sắp 6 Mac rồi, thằng này nó chỉ chờ thôi, không được, thằng ABC này khỏe đấy. Ôi ôi, bạn kìa, hai kháng phép rồi đó nha, mà coi nó xoay rồi nó quạt một cái đồ hình mình đi như quạt rác luôn bạn. Ồ, thằng ABC này mạnh đấy, không đùa đâu. Thằng ABC này kinh đấy. Ồ, cũng ra gì đấy. Wow. Mình hai kháng phép rồi nha, mình nhắc lại là mình có hai kháng phép rồi đó. Có nhiều thằng ở trong trong trận bây giờ còn chưa có mà bộ Marine luôn. Mà mình hai Marine mà bị nó quạt kiểu đó thì mấy thằng không có thì kiểu nó quạt kiểu gì bạn. Đứt hơi đấy, đứt hơi nó 6 mét một cái là mình cũng chết. Ôi, căng đáy bồ. Tích tiền các bạn. Ôi, nó 6 mét thiệt luôn rồi chứ gì nữa. Thôi nào, đừng như vậy nào. Ôi, đâu kìa, bạn thấy sát thương phép không? Ôi, thua. Thế thì bố mày chịu. Ừ, giết một con nó đi. Không giết được con nào nữa luôn. Chết rồi, ABC nó vẫn thắng kìa. Thằng này nó... Thằng này nó dễ chơi, dễ trúng thưởng vậy luôn hả ta? Ô, bơm. Berserker. Ui, điên à. Berserker. Thút ca là lấy rồi đó. Bán con này đi, mua bơ gì cũng được. À. Oh, chà, chết rồi. Không ổn các bạn ơi. Chết nữa, hết chỗ mẹ nó rồi. Không, cái này mình phải lấy con này bạn. Bắt buộc là phải lấy Tsunami thôi. 4 kháng phép rồi bạn. Còn thằng tứ cự này nữa. Ui, cái thằng Demon Galaxian này nữa. Khó nha. Ôi, nó khỏe kìa. Thôi toàn rồi. 16 máu. Ui. Bây giờ mình đang nằm giữa hai nẻo đường mà. Sao cái thằng này nó không có kháng phép mà thằng Mac nó không quạt cho thằng này nó chết đi ta? Mà sao nó quạt mình chết được? Lạ nhờ. Ôi tử tứ cự nó kêu bằng Demon Galaxian mà có chú quỷ nha, có Doom nha, có cái con Fallen nha thì thôi. Máy bay cũng gọi là một thiên anh hùng đấy. Thua, bây giờ chưa biết được, nhưng mà để từ từ. Hiệp này hiệp 30 thôi. Khóa lại một cái cũng được, ôi da. Ghê vậy. Cho mà cho như vậy thì cũng dữ dằng đấy. Không giờ không có làm bơm với máy bay này. Bây giờ là hai cái sát thương diện rộng mà mình muốn để vô trong đội hình. Muốn nó góp mặt, muốn nó cống hiến vô đội hình của mình bạn. Không, ra quái này mình không thua được, mình có sát thương ghê lắm. Tinh thạch ma năng, mảnh minh hồn. Xu may mắn, ồ. Ra được nhiều đồ đấy. Ra được nhiều đồ đấy, không đùa đâu. Sao có thằng kia thu quái được hay vậy? You can be my wingman anytime. A-xe, Tutka. Thuyền trưởng cũng được, A-xe, Tutka. Bất cứ con nào lên đi. Lấy ốc về, 4 kháng phép nè. Ốc nè, được em.
Ace, Tutka, Tutka, Ace. Đây, tốt. Rất hợp lý, tao lại rất thích mày đấy. 4 kháng phép nè, bỏ Warrior luôn. Mình phải giết thằng... Mình phải giết thằng phép trước bạn. Gặp tứ cự này toàn. Chết mẹ chua. Hơi ghê nhờ. Ôi, thôi toàn chặt. Mình phải giết thằng ABC này trước bạn. Bây giờ mình nằm ở giữa hai nẻo đường bạn. Bây giờ mình không lấy kháng phép á, thì mình bị thằng kia quạt chết. Mà mình lấy kháng phép như vậy á, thì mình bị thằng thằng này quạt chết thì cũng vô đó hết à. Cũng vô đó hết à. Không lẽ lấy 6 quơ ta. 6 quơ cũng giờ cũng không có đam. Bây giờ mình đưa con thuyền trưởng này vào thì đam ở đâu? Đưa thuyền trưởng này vào đam ở đâu? Không có đam luôn. Mình tính lấy máy bay để gọi là gánh đam đội hình mà như vậy thì cũng hơi khó. Từ từ các bạn, bình tĩnh. Anh em cứ để lại một like, một chia sẻ cho mình. Cảm ơn các bạn nha. Ai chưa đăng ký thì mới bấm đăng ký. Mình có cái trượng rồi, mình có cái búa xét rồi. Búa xét thì mình bả thằng này chết, bả thằng này chết liền. Thằng này nó có thằng này nó có con Dark Spirit rồi, là nó kháng đội hình mình mạnh đó, nhưng không sao. Đội hình mình tính toán hết rồi. Thằng ABC này phải chết trước, thằng ABC này phải chết, hoặc là thằng Huy Mid này phải chết. Để làm gì? Để mình gọi là toàn tâm toàn ý để gánh chứ. Bây giờ mình chia hai nẻo đường như vậy không ổn. Up 10 luôn nè. Up 10 này luôn nè, gọi là nè, đó. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi nè. Bây giờ thì đỡ hơn. Mình bây giờ là gọi là giờ thằng ABC đánh mình không thấm, bạn không? ABC đánh mình không thấm. Bây giờ mình giải quyết thằng Huy Mid như thế nào nè mới là vấn đề. Giải quyết Huy Mid như thế nào mới là vấn đề. Để Huy Mid này để coi nè. Thằng này là thằng 5k, nồi 5k thôi đi em ơi. Bây giờ người ta ai đâu xài 5k nữa, 5k bây giờ không mua được chai sữa đậu nành em ơi. Ô ghê nha, xét đồ nha, xét nè. Búa lan nè, cô ơi, búa xét của tao, xét còn mạnh hơn của mày nữa, xin lỗi bạn. Thấy chưa, thằng ABC thua mình 9 con. ABC nó thua mình 9 con nha bạn, 9 con. Được chưa? Mình giết thằng ABC này trước. Xong rồi thằng Huy Mít đó để sao? Đó. Qua tính toán luôn, hên đấy. Mấy thằng khác, mấy thằng kia tóm lại không có nói nhiều, mấy thằng kia trời ơi, thằng Huy Mít nó lên phâu lên 3 rồi. Tại mình up cấp đó, mình không có tiền để mình roll đó, mình up cấp để mình đánh hai đội hình mà, cho nên là nó lên phâu lên 3 thì chịu thôi. Đây, Huy Mít đây rồi. Thằng này phâu lên 3 thì không chơi lại rồi, khó quá. Ôi nhưng mà cũng đâu thua lắm đâu, cũng gọi là được đấy, giết được nhiều đấy, ăn luôn đấy. Ăn luôn đấy, ồ không, không ăn đâu. Nó cái con Fallen này nó ghê quá. Fallen này ghê quá, trời ơi nó đánh kìa. 615 đam. Ôi, cái đất gì nhờ. Cái chuyện gì vậy xảy ra vậy nhờ. Cái thằng ABC này chết là mấy thằng kia nó phải cảm ơn mình bạn, nó phải cảm ơn mình. Mình giết thằng ABC này chứ đâu. À mấy thằng kia gặp thằng nào ABC dễ gì ăn được. Làm gì có ăn được đâu, có thằng nào có kháng phép đâu. Không có thằng nào có kháng phép hết. Mà giờ nó 6 mét rồi. À thằng ABC đó gì nó thẳng luôn là nó chỉ đụng mình nó mới thua thôi. Chứ mấy thằng kia là vứt đi, nó không có để ý đó luôn. Thằng ABC đó là để mình. À để mình yên tâm. Làm được hết bạn, làm được hết chưa. Bây giờ mình còn máy bay với bơm ở đây chút xíu nữa. Ồ, mảnh bình hồn nha. Cái này được, cái này được. Mình còn máy bay với bơm chút xíu nữa. Mình chỉ cần thằng ABC này mà nó rời khỏi trận đấu một cái thôi là quỷ diệt bạn. Là quỷ diệt. Đây rồi, ghép cái chiến giáp quân giả cho con Warrior cho nó tăng hẳn lên bạn. Đó, coi cho nó tăng hẳn lên. Đưa cho thêm ta sát thương vô. Thằng kia nó sát thương khỏe nhưng mà nè. Đây. Mình nói thẳng luôn là chỉ có gặp mình thằng ABC này mới chết thôi. Tưng lên, kháng phép. Được, chết chưa? Chết liền, hay lắm. 5k này đi rồi. Ôi à. Nè nó
nó vậy mà nó còn không chết nữa, ghê nhờ. Thằng 5k này vẫn chưa đi luôn, thằng 5k này kinh đấy, thằng 5k này kinh. Ô đắt, đắt này lấy nha, đắt này lấy, tại vì chút xíu nữa mình phải nhờ đắt nhiều đấy, chút xíu nữa mình phải nhờ đắt nhiều đấy. I feel dizzy. Boom. I warned you. Trứng. Ôi à, khoan. Khoan hãy úp bơm 2 nha, từ từ các bạn. Đắt nè. Bán con này đi cái, lấy đắt vô. Chưa. Chưa. Cái này mình phải lấy đắt bạn. Tại vì Warrior đang còn trên đội hình mình, thằng EQ95 cũng Warrior, thằng Huy Mít cũng Warrior. Demon Warrior được. Thằng này có đắt speed đẹp rồi. Rìu Kira 3k lên đường đúng không? Thấy không? Thằng mình nói rồi, thằng nào đụng thằng ABC cũng chết hết. Thằng nào đụng thằng ABC cũng chết hết. Thằng nào cũng kháng phép đâu. Không có thằng nào cũng kháng phép hết. Bây giờ thằng ABC nó đụng mình nè. Trận này thằng ABC đụng mình là thằng ABC chết nè. Lấy cái này vô. Khóa mỏm thằng Fallen Witcher 3 của thằng Huy Mít lại. Đúng chưa? Khóa mỏm lại. Rồi. Chưa, trận này thằng ABC chết nè. Trận này thằng ABC chết, thằng ABC 10 là thằng Huy Mít vô mà đụng thằng ABC hồi nãy thua mà. Nè. Chơi nè. Bây giờ là anh gọi là sao, là thằng Huy Mít đụng mình trận này chết luôn. Đắc 2 rồi. Đây nè. Đắc 2 rồi. Chỉ cần đắc speed thả một vòng thôi là lên đường. Câm lặng chết cụ mày liền. Chết cụ mày chưa. Chết liền. Lên đường. Lên đường. Thấy chưa? Thằng ABC chết của mình nè, thằng Huy Mít chết thằng ABC nè, thấy chưa? Thằng Huy Mít chết thằng ABC 11 con nha, 11 con nha. Tao không cứu mày là mày không có top 2 đâu, nói khẳng định như vậy luôn cho nó vuông. Mình không cứu nó làm gì nó có được top 2 bạn. Mình mà không giết thằng ABC được cái dáng này là thằng ABC nó top 1 luôn. Ồ, đó, anh em thấy chưa? Tính toán như vậy rồi, tính toán như vậy rồi mà anh em không để lại một like nữa thì không biết nói gì luôn. Để lại một like, một đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Thằng này Huy Mít chết. Huy Mít chết rồi. Đặt dòng như vậy là bốc hơi hết hàng tăng. Không có cửa nào cho em. Không có cửa nào cho em, mặc dù Fallen của anh chỉ Fallen 2 thôi. Nhưng mà ăn chặt bạn. Ăn chặt liền. Yes, yes. Chủ quán, tính tiền. Trời ơi, dáng này vậy mà không tính tiền được thôi. Từ gần cuối bảng nha, leo lên đầu bảng luôn. Ủa nhưng mà sao nó đứng mẹ luôn rồi. Nó không cho thoát luôn. Vô địch thiên hạ rồi, nó không cho thoát luôn. Thôi. Rõ ràng chưa? Mình không giết thằng ABC, thằng Huy Mít này không có cửa top 2 luôn. Mà mình không lấy kháng phép là hai thằng mình là bị thằng ABC nó giết hết. Ghê chưa? Tính toán hết rồi bạn, tính toán hết. Anh em như để lại, nhớ xem, để lại một like, một đăng ký ủng hộ kênh channel mình. Chắc là mình thoát luôn chứ bây giờ game đứng con mẹ luôn rồi.